Hello và xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và chúng ta sẽ đến với một series mới. Đây là series King of the Bridge. Đây là một trò chơi cờ vua. Trước khi video này bắt đầu thì nếu như các bạn đang xem video này và các bạn thích video của tôi thì hãy để lại cho tôi một lượt like và một lượt đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, chúng ta bắt đầu thôi. F1 WSD hoặc là M2 chắc là chuột phải. Ok, game cờ vua đơn giản thôi, bịp ha, không bịp được tôi đâu. Con gì vậy trời? À, con quỷ. Just under your nose, the tip of your tongue. Don't take a guess, that will not be fun. Many an answer, I look for just one. Do you get it? It's a riddle. And I find riddles so boring. So if you wish to cross this bridge, you will have to play a game. My game. Ok, thì con nó bảo rằng là có rất là nhiều những cái câu đố mà nó muốn hỏi, nhưng mà nó chỉ muốn tìm cho mình một câu trả lời. Và mình phải chơi game với nó. Cụ thể như tôi nói đó, nó là game cờ vua. Có accuse cái gì đây? À, cờ vua luật sư à. Ok, accusation, tố cáo. Nếu như bạn nghi ngờ người bên đối thủ bên này cheat ở lượt trước, chúng ta phải bấm vào nút cheat đây, chọn quân cờ và chọn luật mà họ đã vi phạm. Rule số 0, nếu như mà bạn bắt được một người nào đó gian lận, bạn có thể trả thù. Wow, luật số 1, nếu như bạn nói sai thì người ta sẽ có thể cheat. Cái luật gì để trời. Ok, cái này thì hiểu này, là mình được chơi cái màu của mình, màu người khác mình không được. Luật số 10, nếu như mà ông vua trắng chết thì vua đen thắng, bên đen thắng. Nếu mà vua đen chết thì ngôi truyền lại cho... Cái gì vậy trời? Bao giờ mới thắng? Cái gì mà bịp dữ vậy? Ủa, bịp quá rồi. Đừng bao giờ đi chồng lên nhau. Ok. Không có một ai... Không một quân cờ nào có thể đi ra khỏi bàn đấu trừ khi họ làm việc ở khu vực ngoại thành. Thật á? Thật á? Ê, nó có nguyên một cái bàn cờ ở ngoài luôn nè. Thôi, tốt, không có. Trừ khi là phải có một con nào đó làm việc ở bên ngoài số ô rất là trật. Cái gì vậy trời? Cái cờ vua mà sao giống như là... Thử nhá. Cái gì? Trời ơi. Cái gì đây? Trời ơi, mình đánh gì mình đi xong tao mới hiện ra. Đã có thể đi được. Ô lên xuống. Nó bịp dữ rồi trời. Nó bịp vậy. Chỉ đi một ô. Một ô. Làm gì căng thẳng. Luật số 8. Con ngựa là con duy nhất có thể được nhảy qua con khác. Ok. Nhớ đấy rồi đó. Tôi nhớ rồi đấy. Cái gì? Ờ, đúng rồi, đây luật về con tượng, hợp lý. Mà chưa gì hết, nó đã té một cái rồi. Tôi bắt con ngựa nè. Rule số 6. Chốt cũng có thể đi lùi luôn. Dữ. Cái chốt này nó không giống như con chốt bình thường trong cờ vua của mình ha. Thật sự luôn. Thú vị đấy. Để coi nó có bịp được tôi không. Tôi thấy là chưa gì nó bắt đầu nó bịp rồi đấy. Một ô. Đi. Di chuyển hơn. Mất luôn con tượng không? Bước nè. Đó, lên một bước. Đi ngang một bước à. Đi. Lên một bước nữa nè. Ủa, cái con tượng này nó ảo ma quá vậy. Nó bay bà nó một phát. Nó bay bà nó một phát từ bàn cờ nó ra khỏi bàn cờ luôn. Ê, sao con tượng nằm ở đây? Cheating nè. Không phải luật này. Tự nhiên đâu có cái luật nào mà không đi ra khỏi bàn cờ đâu. Đâu có luật không đi ra khỏi bàn cờ đâu. Đây. Hấu liễu. Không phải cái này. Đúng rồi, chơi tùy cục. Cái gì trời ơi. Đâu ra vậy? Con tưởng đi ra khỏi bàn cờ được luôn. Chính xác. Không sao cả anh bạn à. Ha, giãn lẫn liền. Sao hai con tốt của tôi đi luôn rồi. Ô mọi người. Có cái lục, có cái lục nào không? Tất cả con chốt nào đi ra khỏi cái ô xa nhất thì nó sẽ. Tôi tưởng nó phong cấp, ai ngờ nó phong đi luôn rồi, nó bay luôn rồi. Nó đi luôn rồi, nó không về được nữa rồi. Khổ ải thiệt chứ. Con này đúng không? Thì có thể bắt từ đây. Biết nói gì luôn. Tôi rất là đau đầu. Tôi hoàn toàn là tôi bất lực rồi. Cờ vua này lạ lẫm quá. Cờ vua này thật sự nó rất là lạ lẫm rồi mọi người. Tôi rất là buồn. Luật là gì đây? Rule 5. Pawns are actually metaphor for the invisible world controls. À, là một cái phép ẩn dụ những cái con quỷ mà phó thác cho chú quỷ. À, rồi con này đi lên đúng không? Hả? Hình như tôi mới thấy cái gì đó sai đúng không? Cái gì vậy? 26 cái này có cái dấu vô cực ở đây nè, có 18 nữa. Tôi khá chắc là bằng vàng. À, nó bằng vàng mà. Quỷ sứ này, nhớ đây, mình phải đi con hậu nữa xem. Đợt thứ 18, tôi thấy cái hình con hậu có đế cái chân ở dưới này, tôi tố cao nó, mà không được. Cái đòi quỷ sứ An Giang, nhớ mà, chờ đó. I will come back soon, ăn luôn. Hả? The The Queen may not. Cái gì? Không được. Ngoại tình. Nếu mà cô hậu đụng vào một ông vua khác được coi là ngoại tình. Wow. Nó không những ăn gian mà nó tạo một bộ luật để ăn gian luôn. Nó dùng một bộ luật này để ăn gian một cách hợp pháp luôn. Tôi không biết tại sao tôi chơi game này luôn. Được lắm. Được lắm. Nhớ đấy, nhớ đấy. Không được dùng mà. Giờ nè thì làm sao? 10 điểm. Con chốt đi lừa. À lột tới 15. Hồi nãy mình biết cái này rồi. Té à, con chốt bị trượt, con trượt chân. Ừ. Tờ nó bay một phát từ đây sang. Tờ nó bay đúng hướng nè. Nó bay đúng hướng rồi, không sao cả. Cái vấn đề nó bay xong nó về được không không á. Bây giờ thì tôi cứ từ từ tôi đi thôi. Nó bay một phát ra đây à. Không sợ, tôi cứ bình thường. Tại sao tôi phải sợ chứ, đúng không? Tôi cứ bình thường, tôi đi từng con một lên. Nó nhảy ngựa à. Tốt chồng. Somersault. À, nó muốn nhảy ngựa. Ừ, nhảy tiếp đi bạn. Nhảy đi bạn. Nhảy đi bạn. Nhảy. Nhảy nữa đi bạn. Tôi coi bạn nhảy được đi đâu. Đây, tôi khai triển mã. Nó mới làm cái gì đó đúng không? Nó mới làm một cái tà thuật đen gì đúng không? Làm sao mà tôi lật bả cái bàn cờ lại rồi. À, dùng ma thuật đen à. Ma thuật đen, black magic. Ok. Bay mất con xe của tôi luôn rồi. Hay quá. Thật tuyệt vời. Nhờ có ma thuật đen của con hậu mà tôi đã bị bay mất con xe rồi. Không sao cả. Nó là việc thường tình thôi. Nó bay từ quận đen, nó bay sang quận trắng rồi. Biết sao không? Nếu mà một con hậu ăn một con khác thì thế giới sẽ... Lên đặt ngang bàn cờ nếu mà con hậu ăn một cái quân nào đó. Ok. Rồi, sao? À, nhưng mà tôi thấy tôi sắp thua rồi đó mọi người. Nói thật là tôi sắp thua rồi mọi người. Room 14. Con xe không thể nào tự di chuyển được. Nhưng mà nó có thể di chuyển được. Ừ nhỉ. Sao tôi mới biết điều này ta. Nếu một con khác thì thế giới sẽ bị đảo điên. Gọi mất con hậu. Mất con hậu chưa? Em muốn mất con hậu chưa? Không dễ thế đâu bạn hiền. Không dễ thế đâu bạn hiền. Hiền muốn ăn tôi. Không dễ thế đâu. Em mà thấy càng ngày cái chơi game này nó càng khó rồi đó mọi người. Tại vì cái luật của con này nó đúng mất công bằng luôn á. Rồi tôi mất luôn con kia luôn rồi. Hay quá. 10 điểm luôn. Tôi mất hết rồi. Thôi thua đi mọi người ơi. Game này bịp quá. Mệt quá. Không sao cả. Có tôi đi tiếp được không? Chơi với con quỷ này bị bợm quá. Nguyên con lực sinh ra chỉ để dành cho nó thì chơi cái gì nữa. Tôi sẽ gọi không đi tiếp được luôn. Sao thích cái gì vậy? Mày mới đâu, đưa ra đây, đưa mày mới ra đây. Horse guy, thông tin mới. Còn một thông tin mới, không thắng được con quỷ này được. Quỷ này nó quá là ranh ma, nó quá là quỷ quyệt. They must never reach the great beyond, tức là mình không bao giờ được để cho con chốt của mình đi xuống hàng cuối cùng. Ok, alright, I got you. Như là nếu mình càng đi nữa sẽ càng có bí kíp ở phía đằng sau. Mình không được phép bỏ qua bất kỳ một cái manh mối nào đánh bại con quỷ này. Rule 34. My queen would never have an affair, but I don't play by the rules. Rule 34. Tức là ông vua này có thể ăn bà hoàng hậu khác, nhưng không, bà hoàng hậu khác không được phép ăn một ông vua khác. Bắt đầu thấy luật đừng nó hơi nồng nặc rồi đó. Hai mặt của một bàn cờ. Đi tiếp. Chắc chắn phải có manh mối đánh bại con quỷ này. Và hy vọng là cái video clip này khi mà nó lên nó sẽ đủ một xíu. Sẽ có cái gì đó mới, sẽ có cái gì đó độc đáo. Mình hy vọng nó sẽ tìm ra một cái điều đó hay. Mình cứ vẫn tiếp tục đi thôi. Ấn vào mấy cái lily pad. Mấy cái bèo trôi. Mà sao mà không thấy cái gì nữa hết vậy? Alo. Giấy ơi. Bí kíp ơi, xuất hiện đi nào. Vườn ơi, mở ra. Không có bí kíp nào hết. Ủa có luôn thành tựu mới luôn. Là đi xa lắm rồi. Thành Cô Thấm không về rồi. Thử thách game mà lại xem nào. Ok. Tôi chơi lại. Quyết định tôi sẽ phải thắng. Rule 34 mà. Epilogue còn rất nhiều những cái rule khác nhau mà cũng chưa biết được. Ok. Con quỷ này nó ít chơi ăn gian thế nha. Được đấy chứ. Mình không có nên tấn công vội, mình cứ từ từ đi thôi. Con người nó muốn ăn cái con này của mình nữa. Không dễ thế đâu. Di chuyển từ đây sang đây. Luật thứ 18, luật thứ 19. Advanced chess is comprised of rules going as far back as the wrinkly troll ages. Là nó sẽ có những cái luật đi từ cái thời xa xưa đến cái thời bây giờ. Như vậy là nếu mà nó có những cái luật mới thì mình trong nãy giờ mình có thể mình tố cáo được nó. Cũng chưa biết là cái luật này nó có tác dụng gì. Nhưng mà nó cũng không phải là luật, nó ghi là fact 19. Con ngựa nó mới đi đâu vậy ta? Nó mới đi từ đây đi đến đây đúng không? Đuổi ngựa về. Ngựa lùi về đây. Không có con nào để bảo kê con ngựa hết trơn. Trash talk. Ok, trust talk. Đã muốn tiến lên nè. Bây giờ mình phải canh từng cái chiêu một của nó. Rồi. Anh bạn ơi, anh bạn chơi ăn gian với tôi. Anh bạn chế sinh vạn rồi. Đi. Không phải từ từ. Đi nhá. Một lỗi. Đấy, ăn mất con sen nó luôn. Lật các bàn cờ lại, lật các bàn cờ lại. Đi rồi. Cơ hội để comeback, đi rồi. I comeback phục cực là phong cách. Rồi con này nó vẫn nằm màu đen đúng không ba? Con này nó nằm màu đen đúng không ba? Không có dễ thế đâu anh bạn à. Mất hai quân. Double kill, double kill. Hay lắm anh bạn à. Bạn hay đấy. Ủa mình đã bắt bài anh bạn rồi. Là anh bạn là chỉ có thể là anh bạn đi thôi. Ok, tôi lại tiếp tục, tôi đẩy nhẹ quân lên như thế này. Từ từ nhé. Ăn vàng đi. Hay lắm anh bạn à, hay lắm đi. Nó lại hồi sinh nữa rồi. Bao giờ nó mới chết? Như nó mới cầm quân của mình đúng không? Chết đòn thật. Không tố cáo nó kịp. Cứ bịp này thì bịp vương với chúng tôi à. Bịp vương với chúng tôi. Hồi sinh lại đi bạn. Đúng rồi, hồi sinh lại đi bạn. Bạn lại trêu tôi không hay chứ, đùa. bắt à? Bắt cái gì đấy bạn? Bạn cho mình hỏi là bạn muốn bắt cái gì đấy bạn? Bạn bắt cái gì đấy bạn? Em bắt cái gì đấy bạn? Bạn bắt cái gì đấy bạn? Nếu mà tôi thấy nó mới cầm quân của tôi đi xong luôn. Đùa. 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 Giỡn à. Giỡn à. Illegal affair. Chính xác. Ruba. À, bạn thấy đi quân họ của màu kia của đối phương luôn. Quả đúng là như vậy thật. Quả đúng là như vậy thật. Thật là không bình thường. Đi chưa? Castle generate special bullet valorite scrap. À, à. Chạy đâu con sâu? À, giờ bạn chỉ có bạn chỉ có thể chạy vòng vòng thôi. Bạn chạy vòng vòng, tôi chạy vòng vòng với bạn luôn. Chứ làm sao nữa? Quá thật là vậy thôi. Chạy đi bạn. Ừ nhỉ. Tôi lại chạy về. Chạy đi bạn. Ừ, bạn cứ tiếp tục bạn chạy đi. Không nha, những cái tình huống như thế này là cứ bắt nó bằng đường chéo là tốt nhất. Chiến dịch vây bắt, chiến dịch vây bắt. Đi lùi à? Chiến thuật gì đây? Cái thế này, cái thế đúng hòa hoãn luôn. À dạ. À, tôi bấm nhầm. À dạ. ông chơi một ván cờ cực hay. Cuối cùng vẫn mũ như thường. Bạn biết gì không? Thật ra là ván cờ như vậy là cũng đã hay rồi. Thôi thì xác. Chiếc ba thành công, chiếc ba, chiếc ba. Chiếc ba, chiếc ba. Chiếc ba, chiếc ba. Chiếc ba, chiếc ba. Có pen. Chiếc ba cộng một pen là chính xác. Cộng một pen, cộng một pen nhá. Chừa em nhớ, chừa em nhớ, lần sau chừa em nhớ. Để hỏi kỹ những cái nước đi của nó. Và đấy, những ngược về đây hợp lý. Check va, check va. Tủ va tới đây. Bây giờ cứ ăn hết mấy con này là coi như là nó tự động nó thua rồi. Nó cần làm gì đâu. Tôi tưởng con đen này ăn được con kia chứ. Được, 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 được. Game hay, game hay, game hay. Nhưng mà nói chung là nói chung là một tựa game khá là vui, khá là hay. Nói chung là đó. Đó. Tóm lại thì đây là một tựa game khá là troll, khá là nhiều những cái cú lừa. Và đó là tập đầu tiên của series chơi cờ vua bịp. Tôi sẽ hẹn gặp lại trong tập tiếp theo của series King of the Bridge, vua cờ bịp.